Vâng, em được kính chào anh chị quý vị các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại với channel Kim Béo Xe Sang ạ. Vâng, hôm nay em xin được giới thiệu cho anh chị một chiếc Mercedes-Benz GLC GLC 250. Ở phiên bản này thì có 3 phiên bản là GLC 200, GLC 250 và GLC 300. Phiên bản này phiên bản của em là phiên bản ở giữa nha. Tuy nhiên thì dù là phiên bản ở giữa nhưng cũng có hai kiểu. Một bản nữa là bản dẫn động cầu sau, và bản này của em là bản dẫn động cả 4 bánh Formatic của GLC 250. Chiếc này của em sản xuất năm 2019, màu trắng nội thất kem, mang tên tư nhân biển tỉnh. Rồi. Màu trắng nội thất kem. Để mà nói GLC thì cùng phân khúc với nó là BMW X3 hay là Audi Q5. Có thể nữa sang một hãng Volvo nữa nhỉ, Volvo XC60. Để mà nói về GLC thì là một phiên bản bán chạy nhất của Mercedes-Benz, là mẫu xe bán chạy nhất, chiếm phần số lớn trong tất cả những chiếc xe của Mercedes. Đó. Đây. Chúng sẽ đi cùng em khám phá một vòng xung quanh nội thất xe, nội ngoại thất chiếc xe này nhé. Màu trắng nội thất kem. Ở phiên bản này khác với phiên bản 2017 thì nó là có khác, có thêm loa boom master nhé, âm thanh hàng hiệu. Đấy. Phiên bản này gần như là đầy đủ rồi đấy, chỉ kém có với GLC 300 thì là cửa sổ trời. Cùng bộ mâm cỡ lớn 19 inch. Toàn bộ 4 lốp đều theo xe nha. Đó. 4 lốp đều theo xe. Xe trắng nội thất kem. Vô cùng sang trọng. Đó. Bác chủ thì cũng đã bộ tấm thảm 5D rồi đấy. Chiếc này của em là mang tên tư nhân biển tỉnh nhé. Bánh là tầm 3.8 km, đã rơi khoảng 2.3 vạn mai. Anh chị có quan tâm về dòng xe này thì cũng đã biết chiếc xe gầm cao này đi trong phố hay là đi phục vụ công việc thì rất là thích hợp, hay đặc biệt là những thời tiết mà trời mưa, đợt mưa rất nhiều như này, Bắc Ninh ngập lụt, thì một chiếc xe gầm cao như này thì rất rất là được ưa chuộng. Hey. Đó.